Xin chào các bạn, bây giờ đang là 9 giờ 30 tối. Vợ chồng thầy trò tôi đã có mặt tại Hà Tĩnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trên trục đường vào thành phố Hồ Chí Minh, trong chuyến đi này tôi sẽ kết hợp để phá một vài chấn điểm quan trọng của đất nước. Trong đó có một điểm rất quan trọng của đất nước, đó là khu công nghiệp Hưng Áng, hay là cụ thể là Formosa. Nơi này là một tập đoàn căn cứ điểm về tâm linh của các nước đặt cơ sở và các nhà máy tại đây. Tôi không muốn cụ thể, nhưng thưa các bạn hãy yên tâm, sau đêm nay tôi sẽ phá toàn bộ tất cả tập đoàn căn cứ điểm về tâm linh của các nước đang đặt tại đây để lấy lại, dần lấy lại toàn bộ âm phần của lãnh thổ. Các bạn hãy tin ở tôi và đợi tiếp theo những cái chấn điểm tiếp theo trên hành trình của chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại.